Xin chào mọi người, thì hôm nay mình đi xe và gặp một cái sự cố nhỏ nhỏ thôi, thì mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người cùng lưu ý nhé. Đấy là xe mình bị xịt lốp thì vợ mình lại không biết, thì lại cắm cái máy bơm, kẹo cắm máy bơm vào cái tàu 12V này này. Sau đó thì lại không nổ máy, mà lại cắm máy bơm thì cái bơm lại không tắt, ở trong cái chế độ không tắt. Thì đến khi đề máy lên phát là bơm nó đang ở trạng thái mở, thế là nó kích một phát, thế là cháy mất cái cầu chì luôn, là hỏng luôn cái này. Thì biện pháp thay đấy là mình phải thay một cái cầu chì. Thì các bạn có một cái lưu ý là khi mà sử dụng cái bơm ấy thì hay là cái thiết bị điện thì mình nên đề máy lên trước, sau đó là kiểm tra xem là cái thiết bị đấy đã bật hay tắt, tốt nhất là nên tắt đi sau đó thì mới cắm vào thì nó sẽ an toàn hơn. Bây giờ mình đang phải nhờ một em ở xưởng để em ý thay cầu chì cho mình. Cái này là phải đo xem con đấy đang ở đâu đúng không? Vâng, tại vì mỗi con một vị trí khác nhau ấy. Xem con nào chết đúng không? Thường khi mà kiểm tra các cái chi tiết điện trên xe thì thợ sẽ phải kiểm tra các cái mạch cầu chì này. Nếu mà thực ra mình có cái sơ đồ mình biết thì mình có thể tự tháo và thay được cái cầu chì này. Chi phí thì nó không nhiều nhưng mà khi mà mình sử dụng thì mình cũng nên lưu ý. Hoặc là nếu không thì mọi người có thể xem trong cái mặt này thì sẽ có đèn báo của các loại cầu chì. Ví dụ như cái xe mình đang sử dụng thì nó sẽ có thêm cái cầu, cái bộ cầu chì ở trong này nữa. Cụm cầu chì trong này nó hơi tối đấy, cái cụm cầu chì đây này. Đấy, một cái cụm cầu chì trong này nữa thì khả năng cao là cái cầu chì của cái tàu sạc đấy thì nó lại nằm ở trong này. Đấy. Đây là cái con cầu chì bị cháy này, bên trong nó sẽ có một cái miếng nó bị đứt ra đấy, nhìn ánh sáng đeo lọt vào thì các bạn có thể thấy. Rồi. Sau khi thay xong thì cái cầu chì của mình lại ngon lành, đây lại báo điện này, lại sáng đèn đấy. Rút ra cắm vào rồi lại ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.